Sự khác biệt trong khả năng học tập là một trong những yếu tố quan trọng để phân biệt giữa một nhân viên bình thường và một người không thể thay thế. Khả năng học tập này không được đánh giá bằng cách xem ai học nhiều và nhanh hơn, mà nằm ở việc liệu người đó có năng lực rút ra những yếu tố cốt lõi, nắm được điều gì là quan trọng và bồi dưỡng chuyên môn một cách hiệu quả hay là không. Nếu đã từng xem bộ phim Kẻ Hủy Diệt với diễn viên chính là Arnold Schwarzenegger trong vai T-800, bạn sẽ biết rằng Kẻ Hủy Diệt không chỉ là một cỗ máy sát thủ mà còn là một khối kim loại học tập kinh dị. Xuyên suốt bộ phim, T-800 liên tục quét môi trường để đánh giá hiểm họa cũng như là cơ hội, đồng thời tiếp thu những thông tin mới cần thiết nhằm để thực hiện nhiệm vụ. Anh ta là một ví dụ tuyệt vời về năng lực học tập hiệu quả và gần như là không tốn công sức. Vậy thì điều này có liên quan gì đến bạn nhỉ? Thực ra chính bạn cũng có năng lực học tập không tốn nhiều công như là Kẻ Hủy Diệt đó. Tuy nhiên có lẽ là chưa nhận thức được hay là có đủ thông tin để nhận ra mà phần đông chúng ta vẫn chưa thể tận dụng được khả năng này. Chính vì thế, trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ giúp các bạn trở thành những T-800 tiếp theo trong lĩnh vực học tập và phát triển bản thân thông qua cuốn sách Động Lực Nội Tại, làm sao để yêu công việc của bạn và đạt đến thành công. Nội dung trong video được trích đoạn từ trong sách. Vậy nên, nếu bạn muốn học cách để làm việc tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn, thì hãy click vào link sách ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nào. Có lẽ năng lực ngoài vòng kiểm soát và gây tổn hại nhất cho chúng ta là thiên kiến xác nhận, nguồn gốc của mọi thiên kiến nhận thức. Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ định nghĩa nó là thiên hướng thu nhập các bằng chứng xác nhận những kỳ vọng được đặt ra từ trước, điển hình bằng cách nhấn mạnh hoặc là theo đuổi các bằng chứng ủng hộ, trong khi bác bỏ hoặc là không tìm kiếm bằng chứng phản đối. Một cách dễ hiểu hơn, hãy tưởng tượng rằng bạn có một quan điểm rõ ràng về một vấn đề nào đấy, ví dụ như là cho rằng việc ăn rau hàng ngày là rất tốt cho sức khỏe. Khi gặp phải một bài báo nói rằng ăn rau quả có thể gây hại cho sức khỏe, có thể bạn sẽ có xu hướng chủ quan hóa hoặc là bỏ qua thông tin đó vì nó không phù hợp với quan điểm của bạn. Ngược lại, nếu đọc một bài báo khác chứng minh rõ ràng ăn rau quả thực sự có lợi cho sức khỏe, bạn có thể dễ dàng chấp nhận và tin tưởng vào thông tin đó hơn. Hầu hết các mô tả về thiên kiến xác nhận đều tập trung vào các tác động tiêu cực của nó. Ví dụ, nếu chúng ta chỉ thấy những gì chúng ta muốn thấy, ta sẽ không học được điều gì mới. Nếu tôi có quan điểm tiêu cực về một người khi tiếp xúc với người này, rất có thể tôi chỉ thấy những cái điều ủng hộ quan điểm đó mà bỏ qua những mặt tích cực của người này. Nếu nghĩ mình có một ý tưởng tuyệt vời, tôi sẽ chỉ thấy những cái dữ liệu và thông tin ủng hộ lý tưởng đó. Hệ quả là hầu hết những gì bạn nghe về thiên kiến xác nhận đều liên quan đến cái việc cần vượt qua nó. Khi tư vấn cho các khách hàng của mình, tôi khuyên họ hãy suy nghĩ khác đi về thiên kiến xác nhận. Vì thứ nhất, chẳng có cách nào để vượt qua hoặc là tắt bỏ thiên kiến xác nhận. Nó là một lực lượng tự nhiên, tâm trí tự động hình thành kỳ vọng và niềm tin về những thứ mà chúng ta tìm kiếm bởi nó không thể hoạt động bình thường trong điều kiện không chắc chắn. Giả sử bạn được tiếp nhận một nguồn thông tin, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ dàng hơn khi đưa ra một khẳng định nào đó, thay vì phải đi tìm hiểu và suy xét cái tính đúng sai của sự thật. Do đó, vấn đề với thiên kiến xác nhận không phải là do nó tồn tại, mà là do chúng ta không lùi lại một bước để chủ định thiết lập nó phục vụ ta. Đối với bạn, điều này có nghĩa là thiết lập thiên kiến xác nhận để nó hỗ trợ việc học tập đích thực ngay thời điểm đó. Để giúp bạn phần nào nắm được cách thức hoạt động của nó, tôi xin kể về một bậc thầy lắng nghe. Vào cuối những năm 1990, khi làm việc tại McKinsey & Company được khoảng 6 tháng, một cộng sự cấp cao mời tôi tham gia một cuộc họp khách hàng cùng ông để thảo luận về tiến độ của một dự án phức tạp. Đây là một dự án quy mô lớn khi có sự tham gia của hàng trăm người. Các khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin về việc họ nghĩ gì đang hiệu quả và điều gì cần cải thiện. Tôi ghi chép như điên, còn vị cộng sự cao cấp lại ngồi lắng nghe, đặt câu hỏi và đưa ra đề xuất. Khi cuộc họp kết thúc, đầu tôi đau như bố bổ với tất cả những gì tôi tiếp nhận. Khi lên xe, tôi hỏi vị cộng sự cấp cao rằng tôi nên phỏng vấn các thành viên khác trong nhóm như thế nào. Ông ta nói rằng, chờ tôi một phút, rồi nhấc điện thoại lên gọi cho đội của mình ở công ty. Chào cả nhóm, ông nói vào điện thoại. Stephen và tôi vừa kết thúc buổi họp với khách hàng.
và tôi muốn chia sẻ những yếu tố cốt lõi cùng những ẩn ý mà tôi rút ra để ta có thời gian chuẩn bị trước cuộc họp ngày mai. Sau đó, ông chắt lọc toàn bộ cuộc họp thành bài nói chỉ 60 giây, nêu bật những gì đang hiệu quả và tại sao, cũng như là những cái chỗ chậm tiến độ hơn và lý do cho những điều ấy. Tôi không thể tin là ông ấy có thể tóm tắt cuộc thảo luận một cách dễ dàng mà lại chính xác đến thế. Chưa hết, ông còn giao cho mỗi thành viên trong nhóm 2 hoặc là 3 bài tập để chuẩn bị cho cuộc họp ngày hôm sau. Tôi không nói nên lời, làm thế nào để có thể chắt lọc những cái điều tinh túy nhất từ một cuộc họp kéo dài đến 4 tiếng đồng hồ, đồng thời lên chương trình cho cuộc họp mới chỉ trong vài phút. Ông ấy có phải là người không vậy? Câu trả lời rất đơn giản, ông đã thiết lập lại thiên kiến xác nhận của mình để hỗ trợ cái việc học tập đích thực ngay tại thời điểm đó. Thiên kiến của ông không hướng tới việc xác nhận những điều ông muốn là thật, ông đã thiết lập lại nó theo hướng xác nhận những cái điều nhóm cần làm tiếp theo. Kỹ thuật này bắt đầu với câu hỏi, tôi phải làm gì với lượng thông tin và kiến thức tôi nhận được từ cuộc họp? Thông tin và kiến thức mà bạn không thể sử dụng ở trong thực tế thường không được ghi nhớ hay là lưu lại. Vị cộng sự cấp cao biết rằng ông cần làm hai việc, một là mô tả chính xác tiến độ tổng thể của dự án, và hai, hướng dẫn từng thành viên trong nhóm thực hiện một loạt các ưu tiên để tăng tốc những cái chỗ bị tụt hậu trong dự án. Để làm được như vậy, ông đã cấu trúc thiên kiến xác nhận của mình để nó nhắm vào cái việc trả lời những câu hỏi sau. Tiến độ tổng thể của dự án như thế nào? Chỗ nào đang tiến triển tốt và tại sao? Chỗ nào đang tiến triển kém và tại sao? Thành viên nào trong nhóm chịu trách nhiệm cho những cái chỗ tiến triển kém? Những thành viên phải chịu trách nhiệm nên làm gì từ giờ cho đến cuộc họp ngày mai để xây dựng một kế hoạch nhằm đẩy nhanh những cái chỗ có vấn đề? Vị cộng sự cấp cao đã sử dụng cấu trúc này để vừa sắp xếp lượng thông tin và kiến thức mà ông thu nhập được, vừa làm cơ sở cho một kế hoạch hành động. Ông cho phép duy trì sự tập trung, nhấn mạnh những cái điều quan trọng và loại bỏ những cái điều không liên quan hoặc là kém quan trọng. Bạn cũng có thể sử dụng kỹ thuật này. Đầu tiên, bạn cần xác định được kết quả học tập mà mình mong muốn. Sau đó, bạn tạo một cấu trúc cho việc học của mình và sử dụng cấu trúc đó để vừa nhắm vào câu hỏi, vừa kiểm tra ý tưởng của mình, đồng thời sắp xếp và tổ chức những cái kiến thức quan trọng nhất mà bạn học được. Ngay sau đó, bạn nên hồi tưởng, tóm lược nhanh, không tham khảo các ghi chú hoặc là bất kỳ văn bản nào. Ai cũng phải phát triển những cái cách thức học tập và nghiên cứu có chủ đích, tương tự như những cái kỹ thuật họ sử dụng khi còn đi học. Điểm quan trọng hơn là bạn nên suy nghĩ về cách mình tiếp nhận, xử lý và sử dụng thông tin, đồng thời tìm cách để cải thiện nó. Cách đây một thời gian, tôi tham gia một khóa học trực tuyến tuyệt vời có tên là Học Cách Học của Barbara Oakley, giáo sư trường Đại học Auckland tại Michigan. Tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia khóa học này, nhưng trong thời gian chờ đợi, sau đây là một số kỹ thuật tôi đã học được. Nếu bạn đang đọc một bài báo, bài viết hoặc một chương sách quan trọng có liên quan đến công việc, hãy bắt đầu bằng cách: đầu tiên, đọc lướt và viết ra 2 hoặc là 3 điều bạn thấy là chủ đề chính của nó. Sau đó, đọc kỹ và dưới mỗi chủ đề chính, hãy viết A. Những cái điều bạn biết, B. Những điều mới mẻ, và C. Những điều có thể bạn chưa hiểu. Thứ ba, cất tài liệu và sổ ghi chép đi, lấy một tờ giấy trắng và hồi tưởng. Cố gắng nhớ ra các chủ đề và những điều bạn đã làm để viết bên dưới. Hồi tưởng là cách thức hiệu quả để đảm bảo rằng bạn lưu giữ được thông tin, hiệu quả hơn nhiều so với việc đọc lại. Sau đó, bước thứ tư, so sánh ghi chép ban đầu với cả bài tập hồi tưởng. Tập trung vào những cái điều bạn chưa hiểu và xây dựng các chiến lược cụ thể để tìm hiểu chúng, chẳng hạn như là đọc thêm hoặc là nói chuyện với cả chuyên gia. Các mẹo và thủ thuật học khác là: bất cứ khi nào bạn phải vật lộn với một ý tưởng hoặc là một vấn đề nào đó, hãy nghĩ xem bạn có thể giải thích cho một đứa trẻ như thế nào. Đừng chỉ nghĩ về lời giải thích, mà hãy nói thật to hoặc là viết ra giấy. Công sức nói và viết sẽ giúp biến nó thành các cấu trúc bộ nhớ thần kinh. Viết bằng tay. Viết tay giúp xây dựng các cấu trúc thần kinh mạnh mẽ hơn so với kẻ đánh máy. Giãn cách các lần học một điều mới, giống như là các vận động viên giãn cách các bài tập thể chất. Bộ não cũng giống như là cơ bắp, tại một thời điểm, nó chỉ có thể xử lý một lượng bài tập hữu hạn và một chủ đề mà thôi. Tự kiểm tra và làm trắc nghiệm ngẫu nhiên về các vấn đề khác nhau mà bạn đang tìm cách hiểu rõ hơn hoặc là giải quyết. Và trên đây là video Học Như Kẻ Hủy Diệt.
được trích từ cuốn sách Động lực nội tại, làm sao để yêu công việc của bạn và đạt đến thành công. Nếu bạn thích cuốn sách này, hãy đặt sách thông qua link mua hàng ở dưới phần bình luận. Hy vọng bạn đã đúc kết được nhiều bài học sau khi xem video. Nếu thích, hãy để lại cho chúng mình một like, share và subscribe để ủng hộ nhé. Đây là Spider Room, còn mình là PinkDot. See ya!